Xin chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cách trồng rau thơm á, cũng còn gọi là rau, cái này là rau húng Huế đó, rau húng á. À, cái này là cái chậu mình xin của bạn mình, bây giờ thì mình lấy cái rễ của nó ra, tại cái đất này nó không có tốt á, mình lấy cái cây ra mà lấy luôn cái rễ nó cho nhẹ nhàng để nó còn rễ rồi mình bỏ xuống đất mình mới trồng. Mình phải làm cho thật nhẹ nhàng chứ không nên nó bị đứt cái rễ của nó. Mình có thể trồng bằng cái cọng cũng được, nhưng mà đợi nó ra rễ thì rất là khó và lâu. Còn mình trồng cái cây mà nó có rễ sẵn á, thì nó mọc nhanh hơn và nó khỏe hơn, nó dễ mọc hơn. Mình lấy hết cái rễ của nó vô để mình trồng. Bạn mình dùng cái đất không có tốt á, đất này nó hơi cứng. Còn đất cả nhà mình trồng đất đất sạch đất tốt á cho nên nó rất là tơi xốp. Còn đất mình hơi cứng. Mình có tưới nước cho nó mềm ra để mình dễ lấy á, trước khi mình muốn lấy thì mình tưới nước cho nó mềm ra đó. Đó cái cây của nó đây nè, có nhiều rễ lắm nè. Đây, cái đất của nó mình bỏ ra hết cái đất cũ đi để mình trồng vô cái đất mới của mình. Đây mình đã lấy ra được hết rồi mà lấy được ra cái rễ của nó luôn nè. Đó, mình giữ lại hết cái bộ rễ của nó, mình chỉ lấy hết cái đất cũ ra đi. Tại cái đất cũ không có tốt, mình bỏ hết đất cũ đi rồi để mình lấy đất mới mình trồng cho nó. Cách trộn đất, cái này là mình dùng cái xác cà phê. Cái này rác nhà bếp mình xay nát ra nè. Còn đây là phân gà. Mình trộn đều vô nhau. Tỷ lệ là một xác cà phê, một phân gà và một rác nhà bếp. Mình trộn với 10 phần đất. Mình trộn đều vô rồi cái mình bỏ đất vô mình trộn nữa. Các bạn nhớ là trộn lên cho đều nha. Còn đây là đất sạch nè. Mình trộn cho đều lên nhau. Cái đất này là mình trộn cái phân gà ở dưới nè, cái xác cà phê, cái rác nhà bếp mình xay nát ra đó. Mình trộn đều lên. Đây là thêm bỏ thêm xác rác nhà bếp vô nữa nè. Đó. Bỏ thêm vô nữa để mình trộn lên. Nhìn nó giống dăm bông ghê á. Giống như thịt dăm bông nè. Đó bây giờ mình trộn đều lên. Rồi.
Mình đổ thêm một bịch đất cho nữa để mình trộn đều lên luôn. Cái này xác cà phê mình còn hơi ít á, thành ra cái đất này nó chỉ rất là đất tốt thôi, chứ không có nhiều xác cà phê. Mình bỏ thêm phân gà vô thôi. Cái rác nhà bếp nó ít á, với lại cái xác cà phê ít, thì bây giờ mình tăng cái lượng phân gà nhiều hơn chút. Cảm ơn anh xã nha. Chắc anh xã giúp thêm hai bịch đất nữa anh xã ơi. Hai bịch đất nữa mới đủ á. Mình mới mua 20 bịch đất á, mà bây giờ nó còn có mấy bịch rồi, xài sắp hết luôn nè. Đã nhờ anh xả đổ vô cho hết bịch đất luôn nè. Nghe nặng lắm, nhờ anh làm giùm. Xong bịch này thêm một bịch nữa. Rồi được rồi, thêm bịch nữa, cảm ơn anh. Nhìn nó vuông vậy chứ khi mình đè nó xuống là nó còn ít lắm. Cái rác nhà bếp với lại cái xác cà phê mình không có nhiều, thành ra bây giờ mình lấy thêm một hũ phân gà nè, lấy một hũ bự phân gà nữa này, mình trộn chung vô cho nó có chất dinh dưỡng nhiều. Bây giờ mình trộn đều lên nè. Có luôn cái lông gà nè. Cái này mình cứ trộn đều ra rồi mình đè xuống, rồi bỏ thêm một lớp đất lên nữa, rồi mình trồng cái cây rau thơm của mình lên. Bây giờ thì cái phần đất mình làm á, mình đã pha bằng nó rồi, mình làm cho nó bằng phẳng rồi. Mình trộn đất tốt với phân gà với lại xác cà phê với rác nhà bếp mình phân mình cắt nhỏ rồi đó. Mình xấy nhỏ, mình xay nhỏ nhuyễn ra đó, phơi khô và trộn chung rồi. Thì bây giờ mình bỏ cái cây rau thơm xuống nè. Cái phần gốc nó dài như thế này thì mình để cho nó dài ra, nó nằm ngang để những cái mắt chỗ này nè, nó sẽ mọc ra những cái cây mới, để cho nó nằm ngang như này. Còn cái miếng để còn cái cây nhỏ thì để cho nó đứng lên. Những cái cây này thì mình để cho nó nằm đứng lên nè, còn phần dưới đây thì để nó nằm ngang.
có rất là nhiều cây nè. Đó. Nhánh này không á là nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mười mấy cây luôn nè. Thì mình để nó nằm ngang chỗ này để cho nó mọc thẳng những cái cây con này lên. Khi mình trồng xuống hết rồi đó thì mình dùng cái tay ấy, mình đè mình nén cái đất lại cho nó chặt những cái cây này. Để khi mình tưới nước á nó không bị bung bông cái gốc lên. Nhưng mà mình sẽ tưới phun sương, tưới nhẹ thôi. Cái này tuần đầu tiên thì mình phải chịu khó mình tưới mỗi ngày đó. Mình tưới phun sương, tưới nhẹ thôi để cho cái rễ nó bám vô đất á, rồi sau đó thì mình để mình tưới bình thường thôi. Mình tưới một tuần khoảng 2 tới 3 lần được rồi. Như vậy là mình đã trồng xong cái rau thơm rồi đó các bạn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nhé. Xin đừng quên bấm like, subscribe và share nữa để nhiều người có thể xem được video của mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.